Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh mạnh tăng cường tiếp tục tác động tới Lào Cai, khiến nhiệt độ các khu vực giảm sâu, rét đậm rét hại bao phủ diện rộng. Tại khu du lịch Sapa, ban ngày nhiệt độ vào khoảng 5 đến 7 độ, sương mù nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, di chuyển của người dân và du khách. Ngày và đêm nay 20 tháng 12, thị xã Sapa, Lào Cai nói riêng và miền Bắc nói chung chìm sâu trong giá rét. Mức nhiệt thấp nhất ở trung du và đồng bằng là 92 độ, vùng núi từ 5 đến 8 độ, khu vực núi cao dưới 3 độ. Do đặc điểm của không khí lạnh lần này là lệch đông, khu vực xuất hiện mưa nhỏ khiến cảm giác rét buốt gia tăng. Rét đậm rét hại bao phủ diện rộng tại Sapa khiến người dân đi lại khó khăn. Người dân địa phương phải đốt than sưởi ấm trong cái lạnh tê tái đầu đông. Tuy nhiên, các du khách, trong đó có nhiều khách du lịch quốc tế, bày tỏ thích thú với thời tiết và khung cảnh tại khu du lịch Sapa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định khoảng ngày 21 tháng 12, một đợt không khí lạnh khác tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc. Trong những ngày tới, vùng núi nguy cơ rất cao xảy ra hiện tượng băng giá do nền nhiệt có thể xuống tới 0 độ C. Đặc biệt, khả năng xuất hiện mưa tuyết là 50%, phụ thuộc chủ yếu vào độ ẩm và không khí.